nhiên mà thấy đói thì phải làm gì? Ăn đi. Ôi xong xong rồi. Khổ quá mọi người ạ. Khổ quá này. Bổ sung. Gà chạy vườn luôn các mọi người ạ. Hết rồi. Không được miếng mơ mơ. Nhưng mà bỏ xuống. Tao tập điểu mà. Không được rồi. Coi tao không chơi nữa không. Đùa quá rồi. Đợi đi. Cứ lại chơi trò đi mới kéo lắm rồi. Nhanh nhiều lắm. Thôi để ngang nữa. Bà ta. Cho cái đùi. Cho cái đùi đi. Hậu trường vui lắm mọi người ơi. Để anh nói cho một tí. Mẹ mất giọng rồi. Mình cứ đuổi lên tí khá mới sướng này. Các bạn biết đang làm thịt gà để làm gì không? Lát nữa các bạn sẽ biết. Hay cực. Gà chắc này. Con đi tấm cái gà mà nhúng mà không lo nước nóng thì là ăn ngon cực. Nhưng mà cái này tí phải luộc kỹ vào. Thì mới xé được. Chứ con này không được kỹ đâu. Không thể cầm chặt ra. Đó, chặt nó không hay. Thua là chặt cũng được. Chặt được nhưng mà phải chặt cũng được nhưng mà hai cái đùi phải để nguyên. Ừ thì ướp hai cái đùi lên trên. Thế là chặt đôi ra thôi. Được. Ta để cả con với mình Linh. Chặt đôi ra. Chặt đôi cũng được ạ. Mọi người nghĩ cái lông này sẽ vứt ra không? Ở quê em là một bộ lông đi chờ được mấy nghìn không? Mẹ ơi! Một bộ lông đi chờ được mấy nghìn không? À thế à? Lông gà không bán được à? Vứt. Đầu tư như này cơ mà. Đơn giản lắm mà. Ok chưa? Nhìn thèm không các bạn? Nhìn thèm không? Gà nhà đấy. Đây là gà nhà ta đúng không mẹ? Gà nhà ta đó. Con đi được 2 cân. Đây, đang còn mấy con gà đây. Mi thấy cái gì chưa? Mi mà láo là mi cũng đóng quân đi thôi. Ok chưa? Mi mà láo là mi cũng đóng quân đi thôi nhá. Mi láo là mi cũng lên bàn, lên cái mâm đi thôi.